Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay quay một mớ cần tay nha mọi người. Mớ cần tay cần đơn. Đấy. Đầu tiên là cái cần này. Hôm nay cần là chất liệu phíp ấy nha mọi người. Mình không phải nhắc đi nhắc lại nữa, các cần chất liệu phíp. Đây. Cái cần này á thì nó dài 3,4 m. Thu vào là 1,02 m, đột 1 ly, cân nặng 110g nhé. Đấy, thân của nó nhỏ thôi. Cái thân của nó nhỏ cỡ ngón tay mình thôi nha mọi người. Đấy, đột của nó đây. Ok. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng tất cả. Chỗ này dính keo thôi nha mọi người, dính keo thôi. Về vệ sinh đi thôi. Dính keo thôi, về vệ sinh không sai. Đấy, cần tay số 1. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 80%. Số 1 150.000 nhé. Số 2 cũng là một cây cần tay chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này cũng khoảng 80%. Đấy, dài 3,4 m, thu vào 1,02 m, đột 2 ly, cân nặng là 140g, giá 150.000. Đấy, đột to này. Ok. Đấy. 1, 2, 3, 4 lóng. Không lắm nha mọi người. Này, cái này nó bị khô keo rồi, mọi người về dán keo lại nhé. Của nó đây nhưng mà nó bị khô keo rồi. Không lắm. Cái này cái số 2. Số 2 150.000. Số 3. Số 3 là cái cần này, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 70% thôi. Đấy. Cần tay luôn nhé, dài 4,5 m, thu vào 1,01 m, đọt 0,8 ly, cân nặng 200g. Một lóng, hai, ba, bốn, năm, năm lóng nha mọi người. Năm lóng, cái cần này ngoại hình cỡ 70% thôi nhé. Đây là cái số 3. Số 3, 180.000 nha mọi người. Số 4 là cây cần này thì nói chung những cái cần ở đây đa phần đều mắc tem ghi hãng gì nha mọi người. Cái nào có thì mình sẽ cố gắng đọc cho mọi người. Đấy, cái cần này thì cũng chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 60% thôi, 60-65%. Đấy. Cần này thì dài 5,4 m, thu vào 1,06 m, đọt là 0,7 ly, cân nặng 240g, giá 210.000. Đấy. Đây, đọt của nó đây, đọt mảnh nhé. Ok. 1, 2, trong cái lóng nó đẹp ghê đi. 3, 4, 5, 6 lóng, 6 lóng, cái bên ngoài nó bị bạc này, bên trong đẹp này, bên ngoài nó bị bạc này. Đấy. Số 4 nha mọi người. Số 4. Số 4 này, dài, số 4 giá 201 nha mọi người, 201 dài 5,4 m. Số 5 là một cái cần của hiệu Uban Fishing nhé, Uban Fishing. Đấy. Cái cần này dài, đúng ra của nó dài 2,7 m, nhưng mà cái đọt của nó bị gãy khoảng cỡ 15 phân rồi.
15-20 phân nhé, 15 phân. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 3 lóng thôi. Đấy, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần đây khoảng cỡ 65-70%. Dài 2,5 m, thu vào là 1,02 m, đọt 0,8 ly, cân nặng là 60 g. Đấy, thân của nó chỉ nhỏ tí như thế này thôi, chưa bằng cái ngón út mình nữa. Đấy, chỗ này dính keo thôi nha mọi người, dính keo chỗ này. Cái này cây số số 5, 110.000. Số 6 là cái cần này đây, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 85% trở lên. Đấy, nó chỉ bị mắc cái nắp đuôi nhé, mắc cái nắp đuôi này. Đấy, dài 3,4 m, thu vào là 99 cm, đọt là 1,4 ly, cân nặng là 110 g, giá 150.000. Đấy, đọt của nó bị gãy một tí nha mọi người, đáng lẽ 3,6 m, nhưng mà giờ nó chỉ còn 3,4 m thôi. Đấy, đọt này, 1 lóng, 2, 3, 4, 4 lóng. Cây này cây số 6. Số 6. 150.000 nha mọi người. Số 7. Này, cây này nó bị bạc này. Để nó phơi nó bị bạc. À, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 55-60%. Đấy. Dài 3,6 m, thu vào là 1 m, đọt 1 ly, cân nặng 120 g, giá tiền là 170.000. Đấy. Ok. 1 2 3 4 4 lóng nha mọi người. Nó bạc kia rồi mà. Đây, cái này cây số 7. Số 7 140 nha mọi người. Số 7 140. Ok. Số 8. Đây, một cái cần tay chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 70-75% trở lên. Đấy. Rồi, đọt của nó đây. Cái này chắc bị gãy một tí đọt rồi hay sao, đọt khá là to nhé. Đây, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 4 lóng. Dài 3,4 m, thu vào 1,02 m, đọt 2,3 ly, cân nặng là 140 g. Giá cây này cây số 8. Số 8, 150.000 nhé. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. Tiếp theo, số 9. Số 9 là cũng là một cây cần tay, chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng 80% trở lên. Đấy. Dài 3,3 m, thu vào là 1 m, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 80 g. Cây này giá 70.000, tại vì nó bị đây, cái lóng cuối này nó bị dập chỗ này. Đấy, nó bị dập chỗ này nhá. Đấy. Dập này. Nó bị dập chỗ đó nha mọi người. Cái này có cái cần này có bốn giống. Đọt của nó đây. Mọi người về tận dụng nhá, lấy đọt, lấy thêm ống rồi để sửa chữa những cái cần khác hoặc là thay cái góc cho cái cần này. Đấy, là xài được. Ok. Thay cái lóng góc. Cái số 9. Số 9 70.000. Số 10 tiếp tục là một cây cần nhìn tương tự cái cần kia nhưng cái cần này dài hơn. Đấy. Tương tự. Cái cần này cũng chất liệu là phíp nhưng mà ngoại hình cái cần này khoảng 80% trở lên. Đấy. Đọt của nó đây.
một lóng, hai lóng, ba, bốn lóng nha mọi người. Cái cần này dài 3m4, thu vào 1m01, đột là 0,9 ly, cân nặng là 110g. Cái này cây số 10. Số 10. 150.000, số 10 150.000 nha mọi người. Số 11. Đây cũng cần tay, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 75-80%, 80% trở lên nha mọi người. Đấy. Đọc của nó đây. Một lóng, hai, ba, bốn, năm lóng nha mọi người, năm lóng. Thằng này có năm lóng. Dài 4m, thu vào 92cm, đọc là 0,9 ly, cân nặng là 200g, giá của nó là 200. Cái này cây số 11 200 nhé. 12 là cây cần này, 12 là một cây cần tay Nixon. Cây cần tay Nixon nha mọi người. Đấy. Cây cần này dài 4m4, thu vào 1m04, đọc là 0,8 ly, cân nặng là 240g. Cây này ngoại hình của nó khoảng 70%. Đấy, đọt của nó đọt mảnh này. Một lóng, hai, ba, bốn, năm, năm lóng nha mọi người. Ok. Đây. Cái này cây số 12. 12. 150.000. Mười ba, tiếp tục là một cây cần tay, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 75%, 70-75% nhé. Đây, đọt này. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Cái cần này dài 3m3, thu vào là 99cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 120g, giá của nó là 150.000. Đây là cái số 13. 13, 150.000. Số 14. Số 14 là một cái cần hiệu Ibesu, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 75-80%. Đấy. Đọt của nó, một lóng, hai lóng, ba, bốn, bốn lóng nha mọi người. Cái cần này dài 3m9, thu vào là 1m1, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 220g. Cây này cây số 14. 14, 150.000 nhé. Số 15. 15 là một cái cần tay Shimano. Cần tay Shimano, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình cây cần này khoảng 85-90% trở lên. Đấy. Đọt của nó đây, đọt rất là mảnh. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lóng tất cả. Đấy. Cái cần này dài 5m3, thu vào là 1m05, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 220g. Cái này cái số 15. 15. Giá 300 nhé. 15, 300. 16. 16 là một cây cần Sanwa. Sanwa. Chất liệu là phíp nha mọi người.
chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85-90% trở lên, rất là đẹp. Đây, đọt của nó. Một lóng, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu lóng nhau được. Này, đào lên chỗ này hơi tróc tróc sơn tí thôi. Cái cần này dài 4,5 m này, thu vào là 88 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 180 g nha mọi người. Cân nặng 180 g. Giá của nó là 216. 16 201. Mười bảy cũng là một cây cần tay, chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy, cây này thì thân của nó đây. Đây, cây này dài 5,3 m, thu vào là 1,02 m, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 340 g. Đọt của nó khá là to nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm, sáu. Thì cái lóng thứ năm thì chỗ này nó bị dập rồi mọi người ơi. Lóng thứ năm chỗ này bị dập rồi, về mọi người thay hoặc là xử lý như thế nào tùy mọi người nhé. Đây, hoặc là đút cây giữ vào đây chỗ này là được, tùy mọi người nhé. Đấy, lóng số 5 nó bị dập chỗ này đó, mình nhắc đi nhắc lại cho mọi người xem để ý nhé. Đây, chính vì thế cây này có giá 100 nghìn. Cây này cây số 17. 17 100 nghìn. 17 100 nghìn nha mọi người. 18 là một cây cần này. Còn cái tên của nó đây, NGK nha mọi người. Cần NGK, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80% trở lên. Đấy, đọt của nó này. Đấy, đọt của nó bị gãy một đoạn này nha mọi người. Bị gãy khoảng 20-25 phân, 20-25 phân gì đấy. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn, năm, sáu. Cái cần này này dài 5,1 m, đáng ra là 5,4 m, nhưng mà giờ hiện tại nó cái đọt nó hạ xuống rồi, còn có 5,1 m thôi. Thu vào là 1,05 m, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 320 g. Cây này cây số 18. 18 220 nghìn nhé. 18 220 nghìn. Số 19 là một cây cần tay, chất liệu là phíp của Apollo nhé. Apollo tính số lóng rồi được. Đọt của nó đây. Ok, một lóng, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu lóng nhiều rồi. Đấy, ngoại hình của cái cần này khoảng 80-85% trở lên. Dài 5,4 m này, thu vào là 1,04 m, đọt là 1,2 ly, cân nặng là 100. Cân nặng là 380 g. Cái số 19 giá 250 nghìn. 19 giá 250 nghìn nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 20 là cần này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90% trở lên. Còn rất là đẹp. Đây, đọt của nó đây. Ok. Một lóng, hai, ba, bốn, năm, sáu lóng nha mọi người. Sáu lóng.
căng này ngoại hình còn rất là đẹp. Đấy. Đột. Này, cái cần này mình đo thực tế giờ hiện tại còn 5x3, thu vào là 99 cm, đột là 1,5 ly, cân nặng là 320 g. Cái này cây số 20. 20. Giá 300, 20 giá 300 nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giúp mình là 0786555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình mới bắt đầu ship code nhé. Và nhắc đi nhắc lại là mọi người trước khi nhận hàng phải mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận xem có nó bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không, hoặc là bị sai sót gì trong so với trên video hay không nha mọi người. Đấy, có gì thì mọi người alo cho bên mình để đâu bên cũng giải quyết nhé. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà mọi người cứ không chịu xem hàng rồi nhận bừa xong rồi báo mình bị này bị kia đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều.